Hello mọi người, bữa nay mình tiếp tục cho anh Toàn nha. Cho một màn trôi mới dịch cho anh Toàn nha mấy bạn. Giờ này ổng đang ngủ trưa, nằm giỏng ngủ trưa trước á. Bữa nay thì mình sẽ giả bộ mình chán cái nhà này quá, bỏ nhà đi. Chán cái nhà này quá, bỏ nhà đi. Xem phản ứng của anh Toàn như thế nào nha mấy bạn. Coi anh Toàn có giữ mình lại không, có tốt bụng giống như ngày hôm qua anh đã làm với mình không. Để mấy bạn muốn biết sao không, đón xem đi. Thôi mình nha, thôi thử phản ứng của anh Toàn thế nào nha. Giờ mình đi vô mình thì bây giờ mình sẽ bỏ đồ vô, giả bộ mình bỏ nhà đi nha các bạn. Đây, mới lụm được cái vali. Bỏ gì nhỏ nhỏ ổng đâu có tin được, bỏ nguyên cái ôm nặng bự đó, thấy không, giống như mình cuốn đồ nhiều vậy mấy bạn. Giờ kéo qua đi lại nè. Ông sợ tôi chưa ông còn lại. Đấy. Giờ bây giờ mình đi thay đồ đẹp nha, trang điểm cũng sơ sơ lại, xong rồi ra cắt da là ông thấy cái gì. Let's go thôi. Mình đặt máy quay rồi nha các bạn. Bây giờ mình đi gắn mic nha. Làm con nó chở nó nghe. Ơ, cái ông nội này, ủa gì say dữ vậy trời. Ủa trời, ngủ cái chết vậy. Gì vậy sao? Kêu ổng không chứ sao vậy? Anh em đi nha anh. Đi đâu? Em đi về nhà mẹ em ở. Ở mấy bữa về. Ở mấy bữa về. Đó luôn, bển em không có về nữa. Em chán cái nhà này lắm rồi. Tự nhiên ở luôn rồi sao chào mày đi. Tôi dọn đổ trơn trong bỏ trong vali rồi tôi gom về rồi. Bạn đi về á. Nhà nó chán ở bình thường tưởng gì là sao đi khùng. Tôi chán nhà này quá trời rồi. Suốt ngày bắt tôi trong nhà không ạ? Không có làm gì trơn, bắt như con tối ngày trong nhà không đi đâu được trơn á. Không có chở đi chơi. À nghỉ thì ông nhậu không ạ? À? Đi xe cổ không đâu rồi sách mình chạy đó đi vô rồi đi chứ ngọn. Sao mà tôi đi được? Tôi đi nữa thôi tôi dám đi. Tôi đi nữa thôi tôi dám đi. Đi nữa đi chơi đi nữa chứ sao nó đi chạy. Ủa tôi có lấy ông về làm gì mà ông không chở tôi đi chơi, bắt tôi đi chơi mà anh. Đi tôi đi làm rồi gì bà đi chơi rồi lái xe mà đi đi chứ. Không tôi không biết. Bây giờ bữa nay là tôi nói thẳng với ông là tôi đi về nhà mẹ tôi ở, tôi chán nhà này tôi không ở nhà này nữa. Gì mắc gì với gì mẹ khủng gì á chứ đi đâu. Thôi không có giật lấy gì đâu. Thôi không có giật lấy gì trơn của tôi mà. Làm gì vậy? Rồi sưng thì sao tôi nuôi được? Ủa? Sưng thì con của ông thì ông nuôi nó đi. Rồi. Ở vậy thôi, ông làm có tiền thì ông nuôi nó. Tôi là tôi ở nhà tôi không có tiền, tôi lấy gì tôi nuôi, tôi không có tiền đủ khả năng nuôi nơi đó. Ông tự nhiên người mắc gì về mãi là sao? Thì tôi chán nhà này, tôi không ở nhà này nữa thì tôi về mãi. Tự nhiên chán. Không ở nhà này nữa đâu, tôi đi thiệt đó. Vậy hả? Thiệt. Tôi đi thiệt đó. Bà đi đi, bà chán rồi bà đi chứ mắc gì cản bà. Ủa không cản tôi luôn hả? Tôi đi bỏ nhà mà. Ủa không cản tôi luôn hả? Tôi đi bỏ nhà mà không cản tôi. Bà nói bà chán tôi làm tiền nè. Tiền về cho bà ăn, bà xài, mua bà sống, bà ở. Giờ bà đòi đi. Bà đi đi. Cái ông này ngộ nghe tôi. Nào giờ tôi mới thấy. Tôi nuôi sưng luôn. Nào giờ tôi mới thấy mà vợ bỏ nhà đi mà không cản luôn á. Tôi đi thiệt đó, tôi đi thiệt, tôi không, tôi bỏ nhà tôi đi đó. Đi đấy, tôi nói đâu, đi lấy xe tôi đưa hả? Để xe đưa vô gì hả? Lấy xe tôi đưa hả? Trời trời trời, cái ông này giận mặt tôi hả? Bà đòi đi gì tôi cho bà đi bà rồi nữa. Không phải đâu, em không cho anh. Thôi cho thì tôi không biết, tôi không có cho anh vậy nữa. Vậy đi thì đi. Thiệt. Thôi. Tôi làm tiền thì nhiều tôi cho. Em để máy quay nó đằng đó kìa. Sao hút dách kìa. Không biết giờ bà tôi luôn sưng một mình cũng được ha. Giờ bà gì ở dưới gia đình tôi đi. Ông đuổi tôi thiệt luôn hả? Đuổi luôn chứ giờ bà nghĩ sao tôi làm tiền giờ bà rồi đi. Là bà đi đâu? Ai mượn ông bỏ tôi nhà tôi tính cho mà ông đuổi tôi luôn. Mình cho tối ngày ngủ viên quá ra ngủ chút xíu mới không hỏng mà cũng ngon chết vậy. Vì cái kêu vậy lôi đầu đi rồi kiếm chuyện à, ai chịu nổi. Tôi kiếm chuyện đâu, tôi tính cho tao thử thôi mà thì chơi thôi mà ông đuổi tôi luôn. Tôi đi thiệt luôn á. Đó, ngủ chút xíu đi làm mà chết ngủ chút xíu à, cái lôi đầu đi kiếm chuyện. Rồi bà dám tôi chịu nổi không? Thôi tôi nó giỡn chứ tôi không đi nữa, tôi dọn chơi thôi tôi. Ê, tôi đâu nói chơi mà, thôi mà. Ông đuổi tôi thiệt luôn hả? Ông không thương tôi giống như hôm qua đó hả? Không thương tôi giống như hôm qua đó hả? Không. Hai đứa bà cho anh gì tối nào bà cho anh gì. Rồi máy quay bà đặt đâu? Đó, phía sau đó đó. Ngoài phía sau. Tối ngày cho anh không à? Vậy rồi. Tôi tính cho anh ông chơi thôi, ai ngờ ông cho nữa. Nhà giấu hả? Cho anh hả? Tôi có dọn đồ đâu. Rồi bà để gì trong đây vậy? Mở ra coi rồi gì mà một bịch như vậy? Tôi bỏ nó ôm thôi mà. Trời, dọn đồ bỏ ôm chi vậy trời? Chứ nó bự. Tôi mấy kia nhỏ quá không có vừa đâu. Lại mẹ nó, tôi không ngủ gì nè. Ngủ nguyên vậy. Đi làm gì mệt mỏi ngủ chút chút chứ là đâu lại ngủ cho nó. Đi thiệt luôn nha, tôi đuổi đi luôn á. Tôi tính cho anh mà không được thôi là anh dữ vậy. Cho anh của bà bắt một giấc ngủ với tôi chịu. Dạ vậy thôi nữa. Ông ngủ lại đi. Ngủ dễ ngủ quá ha. Giờ bà đang ăn rồi tôi kêu bà nghỉ ăn rồi bà ăn lại bà ăn được không? Được. Bà ăn được không? Được. Bà ăn được không? Được. Gì đó được gì vậy? Ừ, có cái miệng để nói mà. Sao? Cái gì vậy? Vậy cho tôi ở lại nha, tôi dọn không đi vậy đi lấy cái ôm chảo này đó hết rồi dọn ôm đó đi đi ôm rồi chảo ở đi ôi là không muốn cho anh mà kiếm cái gì hay hay giờ nào ta thích là làm clip gì cho mệt người cũng yên vậy chứ cứ gì chứ anh ơi làm clip này hay làm clip kia chỉ mẹ cho mọi người luôn chỉ sang ngủ cái lôi đầu với John chứ lời nói không có dạ gì không chồng gì làm mệt không có cà phê pháo tối ngày sách đầu con em ơi tôi cho ông dắt ông đi ôm nha được không? Ừ được có lắm ông mới tính bây giờ sao muốn gì rồi không có cho nữa nha bỏ nha hả tôi thấy mới quay rồi tôi mới thử vào luôn á vậy là ông thấy mới quay luôn hả? Tôi thấy sáng rồi tôi thấy nghi rồi núp ló trong lùm hả? Thấy tôi nghiêng cái chỗ ruộng của bà rồi bà có chỗ rồi để vậy. Trời ơi. Vậy là tại ông thấy rồi chứ không thôi rồi ông dễ gì ông dám đuổi tôi, ông mà đuổi tôi tối nay em ra ngoài sân ông ngủ đó. Sợ quá à. Thôi chào bạn đi, tôi đi ngủ một chút nữa. Làm không có gì mà chết hoài. Chào các bạn nha, bữa nay thất bại các bạn. Qua được có lần nữa thôi. Chứ đang ngủ ngon mà thất bại mấy bạn á. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn mấy bạn màn tròn khác nha. Cũng thành không rồi, buồn quá. Chắc nó quay đi đâu đó. Ừ quên. Tạm biệt.